vẫn được hưởng mọi ưu đãi và giảm giá khi đến mua sắm tại siêu thị. Rất đơn giản, gọn nhẹ, lại sang trọng, ý nghĩa và hiện đại tại công tác. Quý vị và các bạn có thể đến quầy dịch vụ khách hàng của GoPass và GoExtra Bình Hà để chọn những mua hàng chức năng qua tặng đơn xuất cho người thân, bạn bè, khách hàng, đối tác, sếp và đồng nghiệp của mình các bạn nha. Xin kính chúc quý khách hàng có một buổi tham quan mua sắm thật thú vị và thoải mái.